Ở Phú Quốc mấy tháng thì chuyện lâu lâu có mấy anh em TikToker ra chơi là chuyện thường. Được dịp có quá trời anh em ra kiếm mình cùng một lúc, thế thì phải đưa anh em đi chơi thôi, tiện tìm chỗ mới. Mình đã có nhiều video về Phú Quốc và đây lại là thêm một clip nhỏ nữa bổ sung vào cái bộ sưu tập trải nghiệm thành phố biển đảo mà mình muốn chia sẻ đến các bạn. Xin chào các bạn, lại là Trip đây. Đợt rồi ở Phú Quốc thì có người em cũng là blogger du lịch và cũng là TikToker ra chơi, đó là bạn Vinh Gấu. Sáng nay mới mưa xong, hai anh em rủ nhau đi một cái quán bánh mì Pháp trên đường Trần Hưng Đạo ở Dương Đông mà anh em vừa phát hiện chiều hôm trước. Quán thì nhỏ thôi nhưng mà show hung hút vào bên trong, đến tận bờ biển luôn. Và mình được giới thiệu bánh ở đây là đều tươi mới, được làm từ sáng sớm nha. Về bánh mì thì có bánh mì Pháp nè, bánh mì hoa cúc, croissant, các loại nhân và hương vị khác nhau. Có cả bánh mì nướng kiểu pizza cùng rất nhiều các loại bánh ngọt. Về giá thì mình quay luôn trên clip để các bạn tiện theo dõi nha. Ví dụ như là bánh ngọt có giá từ 50 đến 80 ngàn đồng nè, croissant có giá từ 35 đến 40 ngàn đồng tùy vào vị. Và một số loại bánh dùng kèm trà, cà phê thì giá chỉ có 10 ngàn đồng thôi. Mà quán cũng có bán đồ ăn sáng nha. Còn đây là thực đơn đồ uống nè. Gọi bánh xong thì hai anh em mình xuống tìm chỗ ngồi. May hôm đó anh em mình ra cũng trễ nên ít khách. Chọn ngay chỗ ngồi có view đẹp nhất, nhìn một chút bãi biển và khoảng trời trước mặt. Tầm nhìn ở đây thì không quá rộng nhưng mà vẫn đẹp nha. Có một sự nhỏ xinh dễ thương và yên tĩnh. Nói chung là mê cái view ở đây. Mình và Vinh Gấu gọi 4 phần bánh bao gồm croissant 35.000 đồng nè, bánh hạnh nhân 60.000 đồng, bánh mì hoa cúc 50.000 đồng và bánh thanh long 60.000 đồng. Ly nước ép thơm này mình gọi là 45.000 đồng. Nhìn chung á, bánh mì và croissant ở đây ngon, các loại bánh ngọt thì tạm được thôi. Mình vẫn thích các loại bánh mì ở đây hơn là bánh ngọt. Và sau đó thì mình cũng có quay lại đây rất là nhiều lần vì mình thích cái không gian yên tĩnh ở đây vào buổi sáng. Quán nằm ở cái mặt phía tây của đảo cho nên chiều sẽ ngắm được hoàng hôn. Mình thì chưa đến đây vào buổi chiều, nhưng mà lần sau chắc chắn sẽ quay lại đây vào lúc mặt trời lặn. Còn bây giờ thì mình về lại The Vibe House để đón hai bạn TikToker khác cũng vừa từ Sài Gòn bay ra. Hey, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình lại có mặt ở Phú Quốc và đang ở The Vibe House. Hôm nay thì The Vibe House như bạn thấy là cây cối rất là tùm luôn. Và đây là bạn Bụ Vivu, đây là bạn Lê Pada, một hai TikToker rất là nổi tiếng về du lịch và đời sống ở trên TikTok. Thì hôm nay thì hai bạn ra đây thì mình sẽ dẫn các bạn đi một số nơi Phú Quốc. Coi như là mình hôm nay là đóng vai là một hướng dẫn viên. Ha? Bây giờ thì trước khi mình đi ăn nữa ha. Anh okay. Sẽ đưa tụi em tới một cái quán nó cũng khá là nổi tiếng ở đây để các em có thể là vừa trải nghiệm những món ngon và cũng như là mình quay vlog luôn. Quay vlog luôn. Ok. Okay. Okay. Rồi chúng ta đi ha. Ok. Khá là đói rồi đó mọi người. Ok. Yeah. Để thuận đường cho hành trình rong ruổi bằng xe máy vào buổi chiều thì mọi người ghé The Home Pizza trên đường Trần Hưng Đạo để ăn nhanh vài món như là pate nhum, pizza gỏi tôm rạch vẹm, pizza gỏi cá trích. Đoạn này mình quay hơi ít bởi vì mình đang đói và tập trung tận hưởng món ăn. À, mà ở The Home Pizza có món tráng miệng là kem lá quế tây, các bạn rất là nên thử nha. Vị lạ mà lại ít ngọt. Rồi The Home Pizza, mấy anh em xuôi về phía nam rồi lại hướng sang cung đường phía đông đảo bên Hàm Ninh. Điểm đến tiếp theo mà mình muốn đưa mấy anh em vlogger đi là quán bar của bác Rory người Úc. Sau một thời gian dài đóng cửa để sửa chữa trùng tu, không biết quán bác đã mở lại chưa. Nhưng mà cái cớ chính hôm nay chính là đi xe máy rong ruổi cung đường bên Hàm Ninh. Mình thích cái cung đường này vì nhiều cây hai bên, đường không đông đúc và chất lượng đường xá cũng rất là ổn nữa.
nay đến quán của bác Rory thì mới biết là bác vừa mở cửa trở lại hôm trước thôi. Tính ra là mình may mắn nha. Lúc này thì quán vẫn còn một số chỗ đang sửa chữa chưa xong. Hy vọng là khi vlog này được phát thì quán đã được sửa chữa chỉnh chu rồi. Mình thì vẫn thích cái quang cảnh ở quán Ba Bãi Biển này nha. Vì phong cách bài trí dễ thương nè, mang tính nhiệt đới nè, cùng không gian vô cùng yên tĩnh nữa. Tuy nhiên ở vị trí này thì theo mình đi cuối giờ sáng và buổi trưa vẫn là đẹp nhất. Rồi quán bar của bác Rory thì mấy anh em lại muốn ghé Phú Quốc Ecolos ở cửa cạn để ngắm hoàng hôn do các em đã xem clip của mình. Ok, được thôi. Và mình thuyết phục các em đi cung đường bên Bắc đảo qua bãi thơm rồi vòng xuống cửa cạn để rong ruổi và tận hưởng vẻ đẹp của rừng quốc gia. Hành trình đi qua nhiều cây cầu sắt nhỏ, trời lại vừa có cơn mưa ngang qua nên cũng rất là mát mẻ và dễ chịu. Và đi xe máy qua mấy cung đường này chỉ biết lặng im để ngắm cảnh thôi. Đến cửa cạn thì anh em ghé vào Phú Quốc Ecolos mà có lần Travis đã giới thiệu với các bạn rồi đó. Ở đây ngắm hoàng hôn có một cái hay là có một bãi cát đằng xa với hàng dương che kín. Và sẵn có thuyền ở đây, mấy anh em rủ nhau chèo qua cái bãi cát trước mặt chơi. Lần trước thì mình chưa chèo nên lần này mình cũng muốn qua thử cái bãi cát bên kia xem có gì hay không. Hai bé này cũng để chèo ra đến nơi. Rồi sao bao nhiêu lần vất vả. Hai bé này có vẻ không biết chèo xuồng không đây rồi. Mình sẽ hướng dẫn cho hai bé cách chèo xuồng. Rồi, quăng quăng cái dây ở đây. Cột lại cho thuyền nó trôi. Dạ. Rồi, lên đi. Ok. Bây giờ Đạt đứng ở chơi rồi lắc lắc cái thuyền cho bự té chơi. Rồi. Em cột cái này vô trong bên này nè, cái đường dây nè. Đây, lần trước đi ra Ecolos rồi nhưng mà chưa có chèo thuyền. Bữa nay chèo thuyền ở bên này nè, các bạn thấy ở đây có một dải đất rất là đẹp luôn. Và phía bên này là biển. Đây, các tiếp tục cơ chúng ta đang sắp cảnh để quay.
Mặt trời lặn thì anh em cũng đi về. Bửu và Lepada thì có kế hoạch riêng nên mình cùng Vinh Gấu rủ Nam Cơ Phó cũng vừa mới ra Phú Quốc luôn đi ăn quán lẩu ghẹ yêu thích của mình. Rồi đây là thành phần bàn tiệc của chúng ta đây. Đó, các bạn travel blogger Vinh Gấu. Và đây nhân vật chính hôm nay cũng là chủ sự hôm nay. Hôm nay thì Nam sẽ khao mọi người vì TikTok của Nam là được 800.000 follower. Các bạn hãy cho Nam một tràng pháo tay thật hoành tráng nè. Ok, vỗ tay. Đầu tiên á, mọi người gọi một phần thăn bò Úc nướng giá 185.000 đồng. Phần này đi kèm salad nè, ớt chuông, đồ chua và sốt chấm bò. Và không có gì để phàn nàn về món bò nướng này hết, rất là ngon. Cho nên về sau á, mọi người gọi thêm một phần bò nướng nữa ăn cho đã cái miệng. Mà cái lò nướng này là bếp ga nha các bạn. Nếu các bạn nhớ chỉnh lửa vừa phải hoặc là vừa nướng vừa canh chứ không thịt rất là dễ cháy. Ngoài ra thì mọi người cũng gọi thêm một phần vú heo nướng giá 165.000 đồng. Vú heo nướng á, kèm đậu bắp chấm với chao là tuyệt vời luôn. Mình không phải là người thích ăn chao mà ăn cũng thấy ngon miệng nữa. Món này á, lần trước là mình có ăn rồi, thấy ngon nên giới thiệu mọi người ăn lại. Và vedette của hôm nay đó là lẩu ghẹ. Mình ăn quán này nhiều lần nên là mê món này lắm. Lần nào tới bắt buộc phải gọi món lẩu này. Món này tên cụ thể của nó là lẩu riêu ghẹ Phú Quốc giá 395.000 đồng. Bao gồm 500g ghẹ nè, 200g thịt cua đồng xay, 100g chả cá thác lát, rau thả lẩu có rau cải, cải thảo, nấm kim châm, mướp, mồng tơi. Mình thích cái nước lẩu tại đây lắm nha vì nó đậm đà và thơm đậm cái vị cua ghẹ luôn. Và nếu các bạn thích thì mình khuyên các bạn nên gọi thêm một phần chả cá thác lát nữa nha, rất là ngon. Sương sương thì mình dẫn mấy anh em TikToker đi vài chỗ vậy thôi, còn nhiều nơi khác nữa hay họ ở Phú Quốc. Và hẹn gặp lại các bạn trong các vlog sau nha.